Em đưa lại con cho Quang rồi. Đó. Con của anh á. Cái này là... Cô Nga. How are you? How are you? How are you today? Quan cắt giùm chị ra, cái này cái này cắt là hai lần hai. Cắt ra dọc dạ. Cắt vậy cái bỏ vô trong nướng. Để đưa mình làm cho. Con cái gì thi chỗ quá chừng đi. Hà lên. Dở gì chị? Hà lên. Trai mà thôi chứ. Nó làm nhà hàng mà. Thôi chị nó thôi nhà hàng thấy cái gì nữa. Em lên trung học đó sao? Lên trung học đi tắm đi. Tắm đi nằm nghỉ đi. Bye bye vô vô nè. Chưa nó bệnh. Ngon rồi. Bệnh. Đây nè, đây nè ba lên lên hai đứa bạn. Cho nó nghỉ đi ở nhà mà. Có thuốc gì uống chưa nghe?